À, xin giới thiệu với các bạn đến các bạn cái kho phụ tùng đồ chế của mình. À, mặc dù là dịch bệnh nCoV đang bùng phát rất là mạnh ở Trung Quốc và hàng hóa thì cực kỳ là khó khăn. Nhưng hàng của bên mình vẫn rất là dồi dào để phục vụ cho các anh em, kể cả là các cái xưởng hay là các dự án. Các bạn nào mà có thể phục vụ cho các bạn đến thoải mái về số lượng. Đây là những cái dòng cầu trục xe điện này. Đó. Nhíp nhỏ, nhíp to. Rất là nhiều. Đây là hộp số này. Các cái dòng hộp số 1 số và 2 số này. Trục cầu này. Động cơ rất là nhiều. Đây là động cơ to này. Động cơ to này. Các loại đều động cơ lớn này. Hàng rất là sẵn các bạn nhé. Các loại điều khiển lớn bé này. Đây con điều khiển 3 pha rất là to này. Con này là 2000W các bạn nhé. Đấy. Rất là khủng khiếp luôn. Nhưng con này chưa phải là con to nhất. Có những con còn to hơn con này rất là nhiều. Đây là cầu trước đây các bạn này. Cầu trước dòng này là dòng cầu trước không phanh này. Cầu trước nhà mình có thể tính bằng hàng bồ cũng được. Rất là nhiều. Đây con điều khiển 3000W này. Các bạn có nhìn thấy con nào to như con này chưa? Bạn đã nhìn thấy con điều khiển là to như con này chưa? Con này là 3000W các bạn nhé. Nhìn cái gang tay của mình này. Chưa là gì so với cái điều khiển này. Một gang chiều rộng luôn. Rất là khủng khiếp. Này, tản nhiệt của nó này. Siêu to. Đó, điều khiển rất là to. Dòng này thì nó mới chịu được những cái dòng tải nặng. Đây là những cái bộ bánh răng để chuyển 3 bánh thành 4 bánh, để lái 3 bánh thành lái vô lăng.
cây Ben này, nguồn thủy lực này. Hộp số này. Rất là nhiều các bạn ạ. Anh em hay là các cái bạn doanh nghiệp nào làm dự án thì có thể liên hệ trực tiếp với bên em. Hàng rất đầy đủ. Đây là các cái loại vành này. Vành rất là nhiều loại vành luôn. Vành lớn, vành bé đầy đủ. Các cái loại la răng hợp kim này. Đây là các cái loại vai càng của xe ba bánh này. Đấy. Vai càng xe ba bánh này. Đây là thước lái, hệ thống lái này rất là nhiều luôn. À, giới thiệu với các bạn đây là một cái dòng giảm xóc. Cái này là giảm xóc treo phụ thuộc này. Nó giống như cái đòn giảm xóc mà mình có một cái video rồi. Nhưng thằng này nó hay hơn là nó dạng càng chữ A. Rất là hay. Cái loại này mình chưa lên sóng. Đấy, cái này nó theo bộ. Của nó rất là hay. Cái bộ này hôm sau mình sẽ làm video về cái bộ giảm xóc này. Cái này thì đối với các bạn làm xe lớn cũng chịu được. Nó rất là khỏe, lặng. Ngoài ra thì còn rất nhiều phụ tùng khác nữa. Các bạn cần gì thì cứ liên hệ với mình nhé. Đây là cái máy động cơ. Động cơ này là động cơ 3 tiến 1 lùi các bạn ạ. Có cả động cơ 4 số, nhanh chậm, 4 số tiến, côn tay và không côn tay, số tự động đấy. Đây là động cơ 2000W này. Đây có cả pin năng lượng mặt trời nữa này các bạn này. Pin năng lượng mặt trời bên em bán rất là rẻ các bạn ạ. 100W là giá chỉ có 1 triệu một tấm thôi. Đấy, rất là rẻ. Đây những cái dòng sạc này. Sạc của ô tô điện này, rất là to. Đấy. Sạc này có thể dùng cho những cái bình từ 100 đến 200A. Các loại 48V, 72V, 60V đều có hết.
Đây cho các bạn chiêm ngưỡng thêm tí về cái con điều khiển này. Siêu to bên mình. Con này nó còn 3.000W đấy các bạn ạ. 3.000W này có chỗ nó ghi là có lơi người ta bán người ta có thể ghi lên 4.000W. Vì nó rất là to. Còn nhà, thực tế thì của nhà sản xuất này 3.000W dùng rất mạnh. Những cái dòng bình thường chỉ tải nhẹ thì không thể so với loại này được. Siêu khủng khiếp. Đây là các cái loại Meyer chữ A này. Meyer chữ A này nó rất là ưu việt các bạn ạ. Nó không như kiểu Meyer của thằng ATV. Đấy, Meyer của ATV thì các cái vòng bi này nó sử dụng hoàn toàn là bi cầu bình thường thôi. Còn đối với cái dòng Meyer của thằng này là Meyer chuyên của xe 4 bánh tải hàng thì cái bi của nó là bi côn các bạn nhé. Bi côn thì các bạn biết rồi. Nó chịu tải rất là tốt, có thể ăn lên đến cả tấn không vấn đề gì hết. Đây mình có cả dàn cầu trước của thằng xe lân này. Đấy. Đây là hệ thống lái như kiểu máy cày này, này. Các loại dây ống dầu này. Dây ống dầu thì các kiểu luôn. Dây ngắn này, dây dài này. Đây là dây các loại dây dài 2 mét này. Có cả dây 1 mét cũng có. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mà. Cảm ơn các bạn đã đăng ký. Cảm ơn các bạn đã xem video. Mình còn rất nhiều đồ hay nữa. Có thể sẽ phải làm vài video thì mới giới thiệu hết đến các bạn được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.